Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 169. Anh thấy lạ nên đi tới gần một tu sĩ mặt mày tái mét rồi hỏi, xin hỏi, tôi vừa từ một khu vực truyền thừa khác đến đây, ở đó có rất nhiều người, nhưng tại sao ở đây lại vắng thế? Người kia nhìn Ngô Bình rồi đáp, cậu không biết à? Truyền thừa ở đây rất đáng sợ, không học được thì rất dễ phải bỏ mạng. Cậu không nhìn thấy đống xương khô chất đống ở bên ngoài à? Ngô Bình nhìn theo hướng người đó chỉ thì quả nhiên nhìn thấy xương khô chất thành núi, ít cũng cao đến mấy chục mét. Anh nói, không luyện được thì sẽ chết ư. Người kia thở dài nói, đúng thế, vì vậy có rất ít người dám đến đây, tôi chính là một trong số đó. Nhưng tôi chỉ học được 15 phút thì đã bị thương nặng, phải dưỡng thương ở đây lâu lắm rồi. Ngô Bình gật gù rồi quan sát tiếp thì thấy hồn phách của người này đã bị thương. Vì thế anh đưa cho người đó một viên đan dược rồi nói, anh uống rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Người đó nhận lấy đan dược rồi cảm kích nói, cảm ơn cậu. Ngô Bình đáp lời rồi đi vào cung điện hình tròn. Khác với cung điện ban nãy, ở đây không một bóng người. Anh nhìn quanh thì cha thấy có một pho tượng, mắt nó nhìn thẳng về phía trước. Cạnh đó có một tấm bia đá, bên trên ghi cách tiếp nhận truyền thừa. Đó chính là nhìn thẳng vào mắt của pho tượng. Ngô Bình hít sâu một hơi, sau đó xuống tấn rồi nhìn thẳng vào mắt của pho tượng. Anh vừa nhìn thì đã thấy mình tiến vào một ảo ảnh, cảnh vật xung quanh thay đổi, còn anh đang ở trong một không gian đầy sương mù màu tím. Có một tu sĩ trung niên mặc áo bào màu đen đang mỉm cười nhìn anh trong không gian này, sau đó bắt đầu giảng về đại đạo. Nếu là tu sĩ thần thông bình thường thì sau khi đến đây sẽ khó chịu nổi âm thanh giảng về đại đạo này. Đạo lý mà tu sĩ kia nói như bình rượu ủ lâu năm. Nhưng các tu sĩ bình thường gặp phải nó thì lại như những đứa trẻ nhỏ uống rượu, dù rượu có ngon đến mấy thì cũng khiến họ bị trúng độc cồn, ai nặng thì còn mất mạng. Nhưng trường hợp này chẳng khác gì khi Ngô Bình ở vũ trụ phụ, lúc này anh như được quay về vũ trụ đó và tu luyện thế thôi. Đại đạo mà anh từng tiếp xúc khéo còn thâm sâu hơn cả đại đạo của Nguyên Sử Đạo Tôn. Ngô Bình nghe đến đâu là hiểu đến đấy, loáng cái đã hiểu được hết nội dung mà tu sĩ kia truyền đạt. Càng hiểu được nhiều nội dung thì thần anh càng thoải mái, thậm chí còn có một luồng sức mạnh thần bí tiến vào thần anh của anh và bị nó hấp thu. Ngô Bình không khỏi cảm thấy thứ mình học được vô cùng phù hợp với thần áo mà anh tu luyện ở vùng đất Vĩnh Hằng. Vì thế, anh đã dùng thần áo để tiếp thu kiến thức này. Tu sĩ trung niên kia chỉ nói một lần là Ngô Bình đã hiểu ngay, ông ấy mỉm cười rồi gật đầu khen ngợi. Sau đó, anh đã rời khỏi ảo ảnh và ngồi xuống tại chỗ tu luyện. Thần áo tên sao thì ý vậy, nó đối xứng với thần áo, cũng là một áo thuật mà thần anh tu luyện. Thần anh, pháp thuật và tinh thuật sau chỉnh hợp có thể bay ra rồi chém giết thần hồn của kẻ địch. Đây là cách chuyên dùng để xử lý thần hồn của kẻ thù. Ngô Bình ngồi tại chỗ lĩnh ngộ ba loại áo thuật, sau đó nhanh chóng di chuyển đến khu vực truyền thừa thứ ba. Lần này, anh không cưỡi ngựa nữa mà tự đi. Anh mới bước một bước mà đã xa cả trăm dặm, đây là một loại thuật thân áo có tên là thúc địa thành thốn. Loáng cái, anh đã đến khu vực thứ ba, ở đây cũng không có nhiều người, nhưng có đến 3-40 người trong đại điện, trong đó có cả cửu hoàng tử. Hắn đang lĩnh ngộ ở đây, bên trong đại điện có một quả cầu thủy tinh khổng lồ với đường kính 100 mét, trong quả cầu này có một tia sét lúc ẩn lúc hiện. Thấy Ngô Bình xuất hiện, cửu hoàng tử nhìn sang rồi cười mỉa, Ngô Bình, đây là truyền thừa lôi pháp của Nguyên Sử Đạo Tôn, không có thiên bẩm cực cao thì đừng hỏng tu luyện, tốt nhất anh đừng có thử. Ngô Bình, tôi có thử hay không thì liên quan gì đến anh? Cửu hoàng tử hừ mạnh nói, biến đi. Ngô Bình, người biến là anh đấy. Cửu hoàng tử đang định gây chuyện với Ngô Bình nên hừ lạnh nói, tóm lấy hắn. Ngay sau đó tất cả mọi người ở đây đều đứng dậy, ai nấy đều đằng đằng sát khí nhìn Ngô Bình. Ngô Bình không chút sợ sệt nói, xem ra anh đã thu nạp được những người lĩnh ngộ lôi pháp ở đây. Đúng thế, bọn họ ít nhiều đều đã có những lĩnh ngộ nhất định, nếu họ bắt tay với nhau thì có thể bày một lôi trận diệt tiên. Ngô Bình, anh chết chắc rồi. Thế ư? Bù. Ngô Bình nói dứt câu thì lập tức biến mất. Ngay sau đó, cửu hoàng tử đã bay xa vì trúng một đấm.
hắn bay lên cao rồi hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi xuống rồi bị thương nặng. Những người khác được phen hết hồn, cửu hoàng tử mạnh thế mà còn không chịu nổi một đòn của Ngô Bình, chứng tỏ là anh có thực lực rất mạnh. Ngô Bình lạnh lùng nói, khôn hồn thì cút ngay, không là tôi giết anh đấy. Cửu hoàng tử sợ hãi, sau đó cắn răng dẫn đám người kia rời khỏi đại điện. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Ngô Bình ở đây, anh ngẩng lên nhìn tia sét ở trên cao như có điều suy ngẫm. Năm xưa, khi còn ở tiên vực Cửu Lôi, anh đã từng giao lưu với chủ nhân của sấm sét. Trước đó, anh cũng từng dùng sấm sét để tôi thể đến cực hạn, luyện hóa lôi hồn điện phách và nắm vững ý nghĩa của sấm sét. Tuy những chuyện này diễn ra ở vũ trụ phụ, nhưng bản thân sấm sét là một loại sức mạnh nên nó và sấm sét của vũ trụ chính có quy luật giống nhau. Vì thế, Ngô Bình chỉ quan sát một lát đã có thể lĩnh ngộ đại khái ý nghĩa của sấm sét này. Tia sét trong thủy tinh là từ thở trời đất sơ khai và có uy lực rất mạnh. Sau khi Ngô Bình lĩnh ngộ nó thì đã tạo được một lôi phù trong cơ thể mình. Lôi phù vừa xuất hiện, tia sét kia đã bị hút ra khỏi quả cầu thủy tinh, sau đó bị lôi phù hấp thu. Tiếp đó, lôi phù đã chứa đầy sức mạnh sấm sét. Ngô Bình đưa lôi phù vào thần anh, cho nó hấp thu sức mạnh sấm sét để rèn luyện và tẩm bổ. Đương nhiên, sức mạnh sấm sét cũng thông qua thần anh để rèn luyện cơ thể của Ngô Bình. Ngô Bình ở trong cung điện một lúc lâu mới đi ra ngoài, sau đó đi tới khu vực truyền thừa thứ tư. Trên đường đi, anh chợt cảm thấy trên đỉnh đầu có hiện tượng lạ gì đó nên ngẩng lên xem thì thấy trên trời xuất hiện đám mây cửu sắc, trong đó có 9 tia sét lập lòe. Anh biết là tiểu thần kiếp đã đến. Tiểu thần kiếp là kiếp nạn mà tu sĩ cần trải qua trước khi thần anh tiến vào cảnh giới thần môn. Trong quá trình này, thần anh cần trải qua sấm sét phong hỏa, sau đó lần lượt bị sét đánh và gió thổi cùng lửa đốt. Ngoài ra, loại sấm sét này còn dành riêng để nhằm vào thần hồn, vì thế uy lực của nó mạnh hơn lôi kiếp trước kia không biết bao nhiêu lần. Ngô Bình vừa tu luyện thuật thần áp, giờ lại được lôi phù rèn luyện nên không hề thấy sợ hãi mà trực tiếp đối diện với tiểu lôi kiếp. Thần anh của anh đã lớn thêm một chút, giờ đã cao 15, 16 trượng rồi. Nó bay vút lên cao, một tia sét cửu sắc giáng xuống như một cái roi ra, sau đó đánh thật mạnh lên thần anh của Ngô Bình. Thần anh bị đánh cho bốc khói, nhưng không hề bị thương. Nhưng sâu thẳm trong thần hồn của Ngô Bình thì sinh ra cảm giác đau đớn mãnh liệt. Nhưng sau mỗi lần sét đánh, cảm giác đau lại giảm đi, đến cuối cùng thì Ngô Bình không còn thấy đau nữa. Ngược lại thấy rất thoải mái. Sau đó, mây đã biến mất, một màn sương màu đen nổi lên, sương mù cuồn cuộn rồi hóa thành một cơn gió mạnh thổi về phía thần anh của Ngô Bình. Cơn gió này chuyên giết thần anh, nó chỉ cần thổi một cái đã đủ khiến thần hồn biến mất. Nhưng Ngô Bình là người đã trải qua nhiều kiếp nạn nên có cực nhiều kinh nghiệm phong phú, sau đó anh đã giăng kết giới thuật thần áo để phòng ngự. Thậm chí, anh còn chuẩn bị sẵn bùa hộ thân để phòng bất trắc. Cơn gió thổi tới, đầu tiên nó phá hỏng kết giới, sau đó bổ nhào về phía thần anh của Ngô Bình. Anh cảm thấy một cơn đau kịch liệt gần như có thể ngất xỉu. Tiểu thần kiếp này khá đặc biệt, thần anh càng mạnh thì lôi kiếp càng đáng sợ, vì thế Ngô Bình không thể lơ là. May mà anh đã trụ vững, mà không cần dùng tới bùa hộ thân. Cơn gió thổi quanh anh 13 vòng rồi tự biến mất. Sau đó, thần anh của anh đã mạnh mẽ hơn. Lờ mờ sắp ngưng tụ thành thực thể. Tiếp đó, có một ngọn lửa bùng cháy trong thần anh, đây chính là âm hỏa. Âm hỏa này bốc cháy từ huyệt dũng tuyền dưới bàn chân lên, sau đó thông qua kinh lạc đốt cháy toàn thân. Hiện giờ, toàn thân Ngô Bình đang rực lửa. May sao thần anh của anh đủ tinh thuần và ít tạp chất, hơn nữa còn hấp thu sấm sét. Sau cảm giác đau đớn ban đầu, anh đã thấy nhẹ nhàng hơn. Một lát sau, âm hỏa biến mất, thần của Ngô Bình đã có một màu vàng kim, nó tiếp tục phồng to hơn rồi hóa thành một người khổng lồ 25 trượng. Thu! Ngô Bình hô lên một tiếng, thần anh đã thu nhỏ thành nắm đấm rồi chui vào phần ức của anh. Thần anh quay về, Ngô Bình thở ra một hơi rồi tiếp tục đi đến khu vực truyền thừa thứ tư. Nhưng khi anh đến đây thì phát hiện nơi này rất lạnh lẽo, chỉ có một cung điện hoang tàn. Xong! Cũng có hai tu sĩ đang ngây ngẩn ngồi ở đây. Anh vội tiến lên hỏi,
tại sao đại điện truyền thừa ở đây lại sụp đổ? Người kia ngẩn ra nhìn anh, mãi sau mới đáp, truyền thừa ở đây đã bay đi từ lâu rồi. Ngô Bình, bay đi ư? Đúng thế, truyền thừa này có linh tính, nó có thể tụ tu luyện thành tinh linh. Nhưng nó không thể thoát khỏi nguyên sử giới được, chỉ là không biết đang trốn ở đâu. Năm khu vực truyền thừa khác cũng như vậy ư? Người kia có 4 trong 9 khu truyền thừa bay đi rồi, chúng đại diện cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, Ngô Bình đã đến khu truyền thừa tiếp theo. Đúng như anh đoán, khu truyền thừa thứ tư mà anh cần lĩnh ngộ sẽ truyền thụ cho anh huyền áo. Trong một đại điện hình vuông có một tấm bia ngọc, trên đó có 3.000 phù văn, Ngô Bình nhìn chăm chú vào đó để lĩnh ngộ huyền áo. Huyền áo rất huyền diệu, nó gần như là một đạo. Ngô Bình tập trung toàn bộ tinh thần và dần có thu hoạch. Một tiếng sau, anh đã hiểu hết toàn bộ. Huyền áo này thật ra là thước đo của đại đạo, thi triển cùng với thân áo và thần áo sẽ tạo thành kiểu như thần hình hợp nhất, âm dương hợp nhất, nội ngoại hợp nhất. Quỳnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tiếng động lớn vang lên, thần anh và cơ thể của Ngô Bình hợp nhất, tinh thuật và pháp thuật hợp nhất, tinh thần và vật chất hợp nhất, thời gian và không gian hợp nhất, âm dương hợp nhất, nội ngoại hợp nhất. Anh dùng đó làm gốc để cho ra 6 tổ hợp nghĩa. Sau khi lĩnh ngộ 6 tổ hợp này, Ngô Bình củng cố thêm một lúc rồi mới đi tới khu truyền thừa thứ 5. Khu truyền thừa cuối cùng này không có ai, vì truyền thừa ở đây vô cùng thâm sâu nên khó mà lĩnh ngộ được. Vì thế, các tu sĩ đến xong đều bỏ cuộc, từ đó thành ra không có ai ở đây, thậm chí trong lịch sử cũng chưa ghi nhận có người tới. Truyền thừa ở đây là một sự tuyệt vọng với họ. Lý do truyền thừa ở chỗ này khó vì nó là đạo. Trong đại điện chỉ có một cánh cửa cổ xưa, nó chính là cội nguồn của vạn đạo, cánh cửa nguyên sử. Gọi nó là truyền thừa của nguyên sử đạo tôn không hẳn đúng, chính xác thì nó là kiến thức đầu tiên khi nguyên sử đạo tôn lĩnh ngộ đại đạo. Đại đạo của đạo tôn từ cánh cửa này mà ra. Ngô Bình nhìn cánh cửa rồi rơi vào trầm tư, lần đầu tiên anh thấy khó, đầu óc gần như không nghĩ được gì. Tình trạng này kéo dài nửa tiếng, mãi sau trong đầu Ngô Bình mới nảy ra được một ý, sau đó anh bắt đầu cố hết sức tìm hiểu ý nghĩa của cánh cửa này qua suy nghĩ đó. Lý do Ngô Bình tìm thấy đường đi là vì anh đã tham khảo tư duy của thiên áo. Thiên áo là cảnh giới cao nhất của cảnh giới cực áo, nó đại diện cho ý nghĩa của đất trời. Thời gian cứ thế trôi đi, loáng cái 3 ngày đã trôi qua, Ngô Bình ngồi im bất động cuối cùng cũng đã cử động phần cổ. Anh mỉm cười rồi lẩm bẩm, thì ra đây là ý nghĩa sâu xa của nguyên sử. Lại 2 ngày nữa qua đi, Ngô Bình không nhìn vào cánh cửa ấy nữa, hình như anh đã có thu hoạch, mà cũng có thể là không. Nhưng những lĩnh ngộ của anh ở đây vào giây phút này sẽ có tác dụng rất lớn khi anh đột phá đạo cảnh. Vào ngày thứ 5, Ngô Bình đã rời khỏi đại điện, sau đó dùng thần niệm quét hết cả tiên giới. Loáng cái, anh đã cảm thấy vị trí của 4 khu vực truyền thừa khác. Chúng nằm rải rác ở phía đông, tây, nam, bắc. Anh bay vút lên cao, sau đó chỉ phóng ra một chút ý nghĩa nguyên sử, nhưng tứ linh kia lập tức cảm nhận được ngay rồi lần lượt bay về phía anh. Một con Thanh Long, một con Chu Tước, một con Bạch Hổ và một con Huyền Vũ gần như cùng bay vào người Ngô Bình cùng lúc, sau đó dung hòa với thần anh của anh rồi hóa thành 4 loại truyền thừa. 4 loại truyền thừa này kết hợp với 4 tinh lực lớn của Ngô Bình. Vừa hay có thể cường hóa thuật huyền áo. Lúc này, Ngô Bình chỉ cần dùng sức một chút thì lập tức có 9 tia sáng xuất hiện ở phía sau, chúng đại diện cho 9 loại truyền thừa của nguyên sử đạo tôn. Nhưng anh không muốn khoe khoang nên đã ẩn 5 trong số 9 loại đi, chỉ để lộ ra 4 loại. Ngô Bình cảm thấy không cần ở lại đây nữa, vì thế đã bóp vỡ ngọc phù trong tay, một tia sáng từ trên cao rơi xuống bao trùm lấy anh. Ngay sau đó, anh đã xuất hiện ở lối vào của nguyên sử giới. Tu sĩ áo xanh vẫn đang chờ anh, thấy Ngô Bình rời khỏi đó quá nhanh, ông ấy ngẩn ra hỏi, Ngô công tử, cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình, tôi đã lĩnh ngộ được 4 loại truyền thừa. Tu sĩ áo xanh tỏ vẻ mừng rỡ, lĩnh ngộ được 4 loại ư. Mỗi loại được mấy phần? Thường thì có cực ít tu sĩ có thể lĩnh ngộ hoàn toàn hết một loại truyền thừa,
ai lĩnh ngộ được 70-80% của một loại đã là thiên kiêu tuyệt thế rồi. Ngô Bình, tôi đã lĩnh ngộ được toàn bộ. Tu sĩ áo xanh nghệt mặt ra, mãi sau mới lẩm bẩm, lĩnh ngộ toàn bộ ư. Cậu nói thật không? Ngô Bình, tôi không dám nói dối nửa lời. Đạo nhân áo xanh cười phá lên, tốt quá. Theo quy định thì chỉ cần lĩnh ngộ một truyền thừa thôi thì đã được vào viện trưởng lão của núi Nguyên Sử và trở thành một trưởng lão dự bị rồi. Ngô Bình không ngờ mình có thể gia nhập viện trưởng lão gì đó, anh hỏi, tiền bối, viện trưởng lão có bao nhiêu trưởng lão? Họ có địa vị cao ở núi Nguyên Sử không? Đạo nhân áo xanh, viện trưởng lão là cơ quan quyền lực cao nhất ở núi Nguyên Sử, có tất cả 8 người. Chờ khi nào tu vi của cậu đạt đến đạo cảnh thì cậu sẽ thay thế trưởng lão có tuổi tác lớn nhất và trở thành trưởng lão thứ 8. Ngô Bình, chắc chắn làm trưởng lão sẽ có lợi ích gì đó đúng không? Tu sĩ kia, bổng lộc của trưởng lão rất cao, hơn nữa còn được chia một khu vực để làm nơi sinh sống riêng, đồng thời còn có quyền thu thuế. Ngô Bình, đây chính là mục đích tổ chức đại hội quần hùng ư. Đạo nhân áo xanh, cụ thể thì các trưởng lão sẽ nói với cậu sau, giờ mời đi theo tôi. Lúc này, ông ấy đã vô cùng khách sáo với Ngô Bình, sau đó mời anh lên núi Nguyên Sử. Trong lịch sử của đại hội thì Ngô Bình là người thứ 3 lên núi, sau đó được vào cung Nguyên Sử. Đỉnh núi có mây trắng bay quanh một cung điện nguy nga cao đến mấy nghìn mét, đó chính là cung Nguyên Sử. Vào đây rồi. Ngô Bình nhìn thấy có 8 tu sĩ cao cả nghìn mét đang ngồi trên ghế, lưng ghế của họ cao đến 2.000 mét. Anh bước vào đây thì chỉ như một con kiến, còn 8 người khổng lồ kia đang nhìn chằm chằm vào anh. Đạo nhân áo xanh lịch sự nói, thưa các trưởng lão, Ngô Bình đã lĩnh ngộ được hết 4 loại truyền thừa. 8 trưởng lão này đều là cường giả đạo cảnh, vì thế toàn là các nhân vật dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mặt cũng không đổi sắc. Nhưng họ nghe thấy Ngô Bình đã lĩnh ngộ được 4 truyền thừa trọn vẹn thì đều tỏ vẻ kinh ngạc. Một trưởng lão hỏi, cậu thật sự lĩnh ngộ được hết toàn bộ 4 truyền thừa ư? Có ngẫm ra được gì không? Ngô Bình lập tức phóng một chút khí tức ra, phía sau đã xuất hiện ảo ảnh của tứ linh. Khí tức này thậm chí còn không thua gì các trưởng lão ngồi đây. Họ đều ngẩn ra nhìn anh, mà không dám tin vào mắt mình. Bọn họ cũng đã lĩnh ngộ truyền thừa. Nhưng chỉ có 2 trong số họ lĩnh ngộ được truyền thừa hoàn. Chỉnh, song chỉ lĩnh ngộ được một loại. Đương nhiên, sau này tu vi của họ đều tăng cao, họ đã lĩnh ngộ lại truyền thừa. Nhưng Ngô Bình mới ở cảnh giới thần thông mà đã có thể lĩnh ngộ được 4 loại truyền thừa ngay lần đầu tiên, đây không là tư chất nghịch thiên thì là gì? Được, Duyệt, trưởng lão kia cười nói, Ngô Bình. Vì đã lĩnh ngộ được truyền thừa của Nguyên Sử Đạo Tôn nên cậu có thể trở thành trưởng lão dự bị của viện trưởng lão, cậu có đồng ý không? Ngô Bình, không biết trở thành trưởng lão rồi thì vãn bối có phải gánh vác trách nhiệm gì không? Một nữ trưởng lão nói, trước khi trở thành trưởng lão thật sự, ngoài việc nhận bổng lộc ra gì cậu không cần gánh vác trọng trách gì cả. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ giữ bí mật thân phận của cậu với bên ngoài. Xong. Cậu buộc phải chọn một cô gái trẻ mà mình ưng ý ở núi này rồi lấy làm vợ. Ngô Bình cau mày, phải lấy người ở đây làm vợ ư? Nữ trưởng lão, đương nhiên, dẫu sao cậu cũng là người ngoài họ, vì thế muốn trở thành một trưởng lão ở đây thì cần lấy vợ là người ở đây. Cậu yên tâm, các cô gái trên núi này đều rất xinh đẹp, tư chất cũng phi phàm nên cậu sẽ không thất vọng đâu. Ngô Bình biết rõ mình không thể từ chối. Vì một khi làm vậy thì những người này chắc chắn sẽ không thả anh đi. Anh đắn đo một lát rồi nói, được, tôi đồng ý. Giờ tôi nhận giải thưởng cho người đứng đầu đại hội được chưa? Nữ trưởng lão, được rồi, nó vốn thuộc về cậu mà. Một lá bùa bay xuống, Ngô Bình giơ tay đỡ lấy, đó chính là Nguyên Sử Thiên Phù. Anh vừa cầm vào nó thì đã có một cảm giác thân thiết, anh biết ngay là do mình đã lĩnh ngộ ý nghĩa Nguyên Sử. Tiếp theo, lại có một túi tiền rơi vào tay anh. Anh liếc nhìn thì thấy trong túi có ít nhất là 5 triệu tiền tiên. Nhận thưởng xong, Ngô Bình nói, tôi còn chút việc phải làm, giờ tôi đi được chưa? Một trưởng lão nói, được, nhưng trong vòng 3 tháng, cậu buộc phải quay lại đây một lần, khi đó chúng tôi sẽ có sắp xếp cho cậu. Vì thế, Ngô Bình đã tạm biệt họ rồi rời khỏi cung Nguyên Sử,
sau đó xuống núi tìm Nguyệt Thanh Ảnh. Anh vừa đi, nữ trưởng lão đã nói, cậu ta đã che giấu thực lực, chắc chắn không chỉ lĩnh ngộ bốn truyền thừa thôi đâu. Những người khác cũng phát hiện ra, một trưởng lão khác nói, mà giấu là đúng. Nếu cậu ta nhiều tuổi hơn thì khéo còn giải quyết được nguy cơ mà núi Nguyên Sử đang gặp phải đấy. Hy vọng là vậy. Ngô Bình đã xuống núi tìm Nguyệt Thanh Ảnh. Thấy anh xuất hiện, cô ấy mừng rỡ nói, anh Bình, anh đứng đầu rồi đúng không? Ngô Bình gật đầu, không anh thì còn ai nữa? Chúng ta về thôi, vừa đi vừa nói. Sau đó, anh đã thi triển độn thuật để đưa Nguyệt Thanh Ảnh về Thần Châu. Về đến Nguyệt Thị, Nguyệt Đông Thăng đích thân ra nghênh đón. Tuy ông ta không biết Ngô Bình giành được vị trí đầu tiên, nhưng biết chắc chắn anh sẽ giành được thứ hạng cao. Khi ông ta biết Ngô Bình đứng đầu thì đã cười phá lên nói, đúng là trời giúp Nguyệt Thị ta, tiểu Ngô, cháu giỏi quá. Nguyệt Thị có được người con rể như cháu đúng là niềm kiêu hãnh của cả tộc. Ngô Bình, bác Nguyệt quá khen rồi. Hai người hàn huyên đôi điều, Ngô Bình được mời vào đại sảnh, NJ liên tục hỏi anh những chuyện đã trải qua. Nghe nói anh đã lấy được khá nhiều bảo bối, ông ta cũng thấy vui cho anh rồi nói, cháu đã được núi Nguyên Sử công nhận, đúng là chuyện tốt. Tư chất của cháu không còn gì để chê, thần anh thì mạnh mẽ nên sau này sẽ tốn nhiều tài nguyên. Nếu không có tiền thì rất khó phát triển được. Ngô Bình cũng biết tư chất tốt đồng nghĩa với tốn tài nguyên. Ví dụ, thần anh của anh mạnh hơn thần anh của tu sĩ bình thường rất nhiều, vì thế lượng tài nguyên mà anh tiêu thụ cũng gấp họ nhiều lần. Ví như nếu sang cảnh giới sau là thần môn, tạo thần môn cần một loại thiên tài địa bảo cực đắt giá là đá thần minh. Nhưng số lượng đá này có hạn, sản lượng lại ít. Mỗi viên đều có giá cả chục nghìn tiền tiên. Dù một tu sĩ bình thường muốn tạo thần môn hoàn chỉnh cũng phải mất khoảng 3 tỷ đến 5 triệu viên đá. Nếu đổi sang tiền tiên thì là hơn 30 tỷ đến 50 tỷ rồi. Còn Ngô Bình thì khác, nếu anh tạo thần môn thai bét cũng gấp số đó 60.000 lần. Điều này có nghĩa là anh sẽ tốn cả vài chục tỷ tiền tiên chỉ để mua đá. Đây mới chỉ là cảnh giới thần môn thôi, cảnh giới vạn tướng sau đó cũng cần nhiều vật liệu rất đắt. So ra còn tốn tiền hơn thần môn vài ba lần. Đó là lý do vì sao Ngô Bình rất cần tiền. Anh càng mạnh thì càng tốn kém, vì thế phải liên tục kiếm tiền. Anh ngồi lại Nguyệt Thị chơi một lát rồi về nhà. Lâu anh không về, nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Thời gian qua, đan lâu không mở bán, mọi người đều tập trung tu luyện để nâng cao tu vi. Có đan dược mà Ngô Bình cung cấp nên việc tu luyện của mọi người không hề gặp khó khăn. Ví dụ như Hỏa Hoàng Nhi và Hỷ Bảo đã có tu vi đến bí cảnh rồi, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh. Họ đều đến từ vũ trụ phụ giống Ngô Bình nên hiểu biết về tu hành ăn đứt các tu sĩ ở thế giới này. Mấy hôm ở nhà, Ngô Bình lại luyện chế đan dược cho đan lâu, để chuẩn bị mở bán lại. 3 ngày sau, khi anh đang luyện đan thì cảm thấy có một cặp mắt đang lén nhìn mình chằm chằm. Bây giờ, thần anh của anh đã vô cùng nhạy cảm. Dù có người nhìn anh từ rất xa, thậm chí có ý thù địch với anh thì anh cũng có thể cảm nhận được. Anh lập tức dừng việc luyện đan, sau đó phóng thần niệm ra xung quanh để tìm kiếm. Loáng cái, anh đã phát hiện ra người đó. Đây là một tu sĩ ăn mặc giống người bình thường, hắn đã khống chế bầy chim và đám côn trùng rồi để chúng vào nhà họ Lý thăm dò. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, bàn tay to của Ngô Bình rơi từ trên cao xuống rồi ấn người đó xuống đất. Luồng uy áp mạnh mẽ khiến cao thủ tầng thứ 10 thần thông kia phải tái mặt, sau đó run rẩy cầu xin, xin tha mạng. Ngô Bình xuất hiện trước mặt hắn, sau đó nhấc chân đạp vào mặt hắn rồi lạnh giọng hỏi, anh là ai? Tại sao lại rình trộm tôi? Người kia biết nếu mình dám có nửa lời dối trá thì sẽ bị Ngô Bình đạp vỡ đầu ngay nên vội đáp, tôi nói, là nhà họ Hồng sai tôi đến. Nhà họ Hồng, Ngô Bình nhớ đến người tên là Hồng Cự rồi hỏi, nhà họ muốn gì? Người kia, tôi chỉ là một trong số những người họ cử đi thôi, họ đã cho cả tốp cao thủ đi để bắt cóc người nhà anh, sau đó ép anh phải rời khỏi Thần Châu Hồng tiêu diệt anh. Ngô Bình cười khẩy, tôi đã từng nói họ mà dám gây bất lợi cho tôi thì tôi sẽ san bằng cả nhà họ rồi. Nhà họ Hồng, tôi phải xử lý thôi. Người kia tái mặt, không hiểu tại sao Ngô Bình lại mạnh như vậy. Hình như đến cảnh giới tầng thứ nhất đạo cảnh cũng không mạnh bằng anh.
Dứt lời, Ngô Bình ép người kia tiết lộ vị trí của những người khác, sau đó anh khoanh vùng rồi đi xử lý hết. Cuối cùng, anh mang theo mấy chục cái xác đến nhà họ Hồng. Trước đó, anh đã nhờ Nguyệt Thanh Ảnh đi thăm dò về tình hình của nhà họ Hồng. Loáng cái, anh đã đến trước cổng nhà họ, sau đó bay lơ lửng trên cao nói, người nhà họ Hồng đâu, mau ra chịu chết. Lập tức có mấy chục cao thủ trong nhà họ Hồng bay vút lên cao, trong đó có ba cường giả đạo cảnh, hai người tầng thứ hai, một người tầng thứ ba. Nhìn thấy Ngô Bình, cường giả tầng thứ ba đạo cảnh cười khẩy nói, cậu là Ngô Bình hả? Chúng tôi muốn tìm cậu lâu rồi, nhưng nay cậu như con rùa rụt cổ nên chúng tôi không ra tay được. Không ngờ hôm nay cậu lại to gan dám mò đến tận đây. Được thôi, hôm nay lão phu sẽ cho cậu muốn chết không được, sống cũng không xong. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi đã nói là các người đừng động vào tôi, nhưng các người không chịu, cứ gây chuyện với tôi bằng được. Bây giờ, tôi chỉ đành tiêu diệt cả nhà các người thôi. Anh vừa nói dứt câu thì quả kiếm hồ bay ra, một tia sát quang xuất hiện. Cùng lúc đó, anh đã mặc áo giáp đạo cảnh và đeo nhẫn cửu long, thần anh cũng đã mặc thất thần giáp nên thực lực nhanh chóng tăng vọt. Trước kia, nhờ áo giáp và nhẫn mà anh đã có lực chiến đấu ngang với tầng thứ 6 đạo cảnh. Hiện giờ, thực lực của anh đã tăng cao hơn nên có thể phát huy lực chiến đấu của cường giả tầng thứ 7 đạo cảnh rồi. Vù! Luồng sát quang đã chém mọi người ở trên cao ra thành nhiều mảnh, ai nấy đều khiếp sợ rồi trốn đi. Ngô Bình chợt biến mất, sau đó thi triển thuật thân áo rồi tung một quyền vào ngực một tu sĩ tầng thứ 2 đạo cảnh làm máu tươi chảy ra, người đó chết ngay lập tức. Những người còn lại hoảng hốt bỏ chạy, nhưng tốc độ của Ngô Bình quá nhanh, anh đã tung tiếp một quyền ra giết chết cường giả tầng thứ 2 đạo cảnh còn lại. Tu sĩ tầng thứ 3 đạo cảnh thấy tình hình không ổn thì hét lên, cậu bạn, có gì thì từ từ nói. Chết đi! Ngô Bình thi triển thuật huyền áo, 64 ảo ảnh đã xuất hiện xung quanh người này, sau đó kết thành một sát trận huyền áo. Phụt! Người ông ta bị chia thành nhiều mảnh nhỏ. Thần hồn bị hủy diệt, lập tức mất mạng. Nhóm tu sĩ đạo cảnh có thực lực mạnh nhất vừa chết, những người khác đã tan tác chim muông, Ngô Bình thúc giúp sát quang xử lý họ nốt. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, tất cả trai gái già trẻ cao trên 1,5 mét và từ bí cảnh trở lên của nhà họ Hồng đều đã bị giết hết, thi thể nằm đầy rẫy, máu chảy thành sông. Sau khi mọi thứ kết thúc, có hơn 3.000 thi thể nằm dưới đất, đúng là thảm cảnh. Phụ nữ, người già và trẻ nhỏ không bị giết thì ngồi khóc một bên. Xong, Ngô Bình không hề có cảm giác tội lỗi. Nếu anh không tiêu diệt nhà họ Hồng thì họ cũng sẽ xử lý người nhà anh. Sau đó, Ngô Bình đã chặt đầu của ba tu sĩ đạo cảnh rồi xách đến Ngạo Thế Đan Tông. Lúc này, tông chủ đang mở cuộc họp với các trưởng lão, vừa hay cũng nhắc đến Ngô Bình. Thông tin anh giành được vị trí đầu tiên trong đại hội quần hùng đã lan khắp tiên giới nguyên sử. Nhận được tin này, Ngạo Thế Đan Tông vô cùng kinh ngạc, họ không ngờ là người bị họ đuổi đi lại có thiên bẩm cao siêu đến vậy. Thượng Tông chủ Trương Ngạo Nhiên thật lòng cũng thấy hối hận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi nên ông ấy cũng không làm thế nào khác được. Dẫu sao bây giờ, Ngạo Thế Đan Tông cũng không có gì khác trước. Thượng Tông chủ, Ngô Bình đó mở đan lâu rồi bán đắt hàng lắm, toàn bán những đan dược sở trường của chúng ta. Đan dược cậu ta bán không chỉ có chất lượng tốt hơn mình, mà giá cũng mềm hơn. Nếu cứ để như vậy thì Ngạo Thế Đan Tông sẽ mất hết khách. Trương Ngạo Thiên nói, bổn tông chủ cũng rất chú trọng chuyện này, mọi người thấy chúng ta cần làm gì. Tên này đã phản bội môn phái, nếu có cơ hội thì mình phải diệt trừ, không thì nhất định hắn sẽ đối đầu với chúng ta. Một trưởng lão có địa vị khá cao trầm giọng nói, những người khác cũng hùa theo. Trương Ngạo Thiên trầm mặc một lát rồi nói, được, vậy hãy nghĩ ra một cách ổn thỏa, làm sao xử lý hắn càng nhanh càng tốt. Định giết tôi à, các người nhắm làm được không, đột nhiên có một giọng nói vang lên, ba cái đầu người bay từ ngoài vào rồi lắn tới chân của Trương Ngạo Thiên. Sau đó, Ngô Bình bước vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Trương Ngạo Nhiên đứng bật dậy, sau khi nhìn thấy ba cái đầu trên mặt đất, ông ta lạnh giọng nói, cậu to gan quá đấy. Dám tiêu diệt nhà họ Hồng. Lúc này, Trương phu nhân đã lao từ phía sau ra, khi nhìn thấy mấy cái đầu đó, bà ta bật khóc nức nở, đại ca, bố.
Trương Ngạo Nhiên là một người cực kỳ thông minh, ông ta lập tức đoán được một là thực lực của Ngô Bình đã tăng lên rất nhiều, hai là anh có một chỗ dựa vững chắc, không thì không thể tiêu diệt nhà họ Hồng dễ dàng như thế được. Tuy nhà họ Hồng không bằng Ngạo Thế Đan Tông, nhưng không phải ai muốn diệt cả tộc cũng được. Ngô Bình, nhà họ to gan dám có ý đồ xấu với gia đình tôi, vậy nên tôi phải ra tay trước để xử lý. Trương phu nhân chỉ vào Ngô Bình rồi mắng, Ngạo Nhiên, mau giết nó đi để báo thù cho người nhà của tôi. Trương Ngạo Nhiên hít sâu một hơi, sau đó lườm vợ mình rồi nói im miệng. Chưa đến lượt bà lên tiếng ở đây đâu. Dứt lời, ông ta nhìn sờ nát Ngô Bình rồi nghiêm giọng hỏi, thầy Ngô, giờ cậu muốn sao? Ngô Bình lườm ông ta, câu này phải để tôi hỏi mới đúng chứ. Giờ Ngạo Thế Đan Tông các ông muốn gì? Trương Ngạo Nhiên trầm mặc một lát rồi nói, thầy Ngô, tốt xấu gì cậu cũng từng là một thành viên của Ngạo Thế Đan Tông, hơn nữa chúng ta cũng không có thâm thù gì. Tôi nghĩ không cần thiết đến mức không đội trời chung đúng không? Ngô Bình cười mỉa, sao giờ ông lại nói vậy? Ban nãy ông còn đòi xử lý tôi cơ mà. Trương Ngạo Nhiên bình thản nói, trước khác, giờ khác. Trước kia, tôi đã đánh giá thấp cậu, giờ tôi thu lại lời nói đó, sau này cậu có thể tùy ý luyện chế đan dược, Ngạo Thế Đan Tông tuyệt đối không can thiệp. Trương phu nhân vừa nghe thấy thế thì tức giận nói, không được. Phải giết nó để trả thù cho người nhà tôi. Trương Ngạo Nhiên cau mày nói, bà lui ra đi. Trương phu nhân oán hận nhìn Ngô Bình rồi nói, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu và người nhà của cậu cứ chờ mà bồi táng đi. Bà ta vừa nói dứt câu thì có một luồng sát quang bay tới, nó tiến tới gần Trương phu nhân rồi chém. Đầu bà ta xuống, sau đó tia sát quang đã bay lại về tay Ngô Bình, còn thi thể của Trương phu nhân thì ngã xuống đất. Trương Ngạo Nhiên vừa tức vừa giận, to gan, sau đó ông ta tung một sát quang về phía Ngô Bình. Ngô Bình bình thản vung tay lên, tia sáng quang bị anh bắt tay lên. Sau đó, anh lấy kiếm hồ ra, các đường kiếm nhỏ bay lên cao rồi lia về phía Trương Ngạo Nhiên. Ông ta sợ hãi lùi lại, nhưng mới lùi được mấy bước thì đã Ngô Bình đã xuất hiện ở phía sau rồi tung một cú đấm vào lưng. Dẫu sao Trương Ngạo Nhiên cũng là cao thủ tầng thứ tư đạo cảnh, ông ta hét lên một tiếng, một tấm lá chắn xuất hiện sau lưng, mặt ngoài của lá chắn bắn ra 10 mũi thương như những con rắn độc bò về phía Ngô Bình. Phụt. Xong. Ngô Bình bất ngờ biến mất, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên không rồi đánh vào ngực của Trương Ngạo Nhiên. Trương Ngạo Nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, ngực lún xuống rồi ngã ra đất, các đường kiếm nhỏ nhân đó đuổi theo rồi chém ông ta ra thành nhiều mảnh nhỏ. Trương Ngạo Nhiên chết, tất cả những người khác đều sững sờ, đứng yên bất động. Đến Thượng Tông Chủ còn bị giết chết thì họ càng không phải đối thủ, hơn nữa khí tức của Ngô Bình quá mạnh, ai nấy đều khiếp sợ. Các người cũng chết cùng ông ta đi, Ngô Bình đã làm thì phải làm đến cùng, anh sẽ không để cho ai sống hết. Đúng lúc này, bên ngoài có một giọng nói vọng vào, thầy Ngô, xin hạ thủ lưu tình. Ngô Bình nhìn thấy thần bằng đi vào. Hai người có quan hệ khá thân nên Ngô Bình nói, thần tông chủ, là Ngạo Thế Đan Tông định làm hại tôi chỉ đáp trả thôi, làm thế cũng không quá đáng chứ. Thần bằng, thầy Ngô, cách làm của cậu không sai. Sau khi Trương Ngạo Nhiên làm tông chủ đến nay, ông ta chỉ trọng dụng người mình, làm các tông chủ như chúng tôi không có đất dụng võ, hôm nay cậu giết cũng đáng. Dứt lời, ông ấy nhìn những người khác, các vị trưởng lão, các vị thấy sao? Nếu các ông đứng về phái Trương Ngạo Nhiên thì đứng sang đây và chịu hình phạt của thầy Ngô, còn nếu đồng ý đứng về phe tôi thì đứng sang đây với tôi. Chúng ta sẽ bầu lại một thượng tông chủ mới, để tiếp tục dẫn dắt Ngạo Thế Đan Tông bước tiếp. Ai cũng là người thiết thực, một bên là có thể bị giết, một bên là an toàn thì nếu là người bình thường, chắc ai cũng sẽ chọn vế sau. Vì thế, những người này đều nói, chúng tôi đứng về phía thần tông chủ. Thần bằng, tốt, xem ra các vị đều rất sáng suốt nên mới đưa ra quyết định sáng suốt như thế. Nhưng Ngạo Thế Đan Tông ta đã đắc tội với thầy Ngô, dù gì cũng phải có bồi thường cho cậu ấy chứ. Mọi người đều nói, chúng tôi sẽ nghe theo quyết định của thần tông chủ. Thần bằng gật đầu nói, chúng ta đã cất giữ 3 viên đan dược thượng cổ, tôi nghĩ có thể tặng cho thầy Ngô làm quà bồi thường, các vị thấy sao? Mọi người nghe xong thì đều ngẩn ra,
nhưng sau đó đều gật đầu tán thành. Đúng là Ngạo Thế Đan Tông có 3 viên đan dược, nhưng từ ngày môn phái ra đời đến nay chưa ai từng thử nên cũng không thể sử dụng chúng được. Vì thế lâu nay họ chỉ giữ vậy thôi, chứ cũng không thấy chúng có lợi ích gì. Theo mọi người thấy, tặng cho Ngô Bình cũng được, như thế sẽ khiến anh bất giận. Thấy mọi người đồng ý, Thần Bằng tiến lên nói, thầy Ngô, cậu thấy thế được không? Ngô Bình, nếu thần tông chủ đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Nhưng nếu Ngạo Thế Đan Tông dám có ý đồ xấu với người nhà của tôi thì nhất định tôi sẽ san bằng nơi này. Thần Bằng, cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Thần Bằng lệnh cho người đi lấy 3 viên đan dược kia, chúng được cất trong 3 cái lò luyện nhỏ. Cách cái lò, Ngô Bình cũng có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của chúng. Anh cất đi rồi nói, cáo từ. Ngô Bình đi rồi, Ngạo Thế Đan Tông đã bầu lại tông chủ mới. Do lần này Thần Bằng đã cứu vãn cục diện nên được rất nhiều người ủng hộ và đã trở thành thượng tông chủ mới. Thật ra Ngạo Thế Đan Tông cũng có khá nhiều trưởng lão cốt cán, nhưng khi Ngô Bình ra tay, cũng có mấy người định đánh cha rồi. Nhưng họ đều bị khí tức của anh dọa sợ, thêm sự bất mãn với Trương Ngạo Nhiên nên mới quyết định mặc kệ. Bây giờ, Thần Bằng làm thượng tông chủ mới, họ cũng thở phào một hơi. Sau khi lên chức, Thần Bằng lập tức đi gặp các nhân vật cốt cán kia và đều nhận được sự công nhận của họ. Ngô Bình không biết rằng lần ra tay này của mình đã thay đổi cục diện của Ngạo Thế Đan Tông, dưới sự quản lý của Thần Bằng, Ngạo Thế Đan Tông đã có được thành tựu xưa nay chưa từng có, nhưng đó là chuyện của sau này. Anh về nhà thì nhớ tới lò luyện đan đạo cảnh của Nguyệt Thanh Ảnh. Khi ấy, tu vi của anh chưa cao nên không thấy lấy đan dược bên trong ra được. Giờ anh đã đạt tới cảnh giới tiểu thần kiếp, chắc chắn có thể dễ dàng lấy viên đan dược đó ra được. Nghe thấy ý của Ngô Bình, Nguyệt Thanh Ảnh lập tức lấy lò luyện ra. Nó cao 12 mét, khí tức của viên đan dược ở bên trong rất mạnh. Ngô Bình mặc thất thần giáp lên, thần anh của anh đứng trước lò luyện rồi đập nhẹ một cái. Ngay sau đó, lò luyện mở ra, một tia sáng ngũ sắc hình người bay lên cao rồi định bỏ chạy. Ngô Bình đã có chuẩn bị từ trước nên bàn tay to của thần anh đã chộp lên trước và bắt lấy tia sáng. Tia sáng vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị Ngô Bình chế trụ, sau đó nó đã ngoan ngoãn kết thành một viên đan dược. Viên đan dược này không có hình tròn, mà trông rất mập mạp. Nhìn thấy viên đan dược ấy, Nguyệt Thanh Ảnh hô lên, anh Bình, đây là đan dược gì thế? Ngô Bình cười nói, đây là đại đạo thánh thai đan. Uống nó vào thì có thể tăng khả năng thành công ngưng tụ thánh thai. Tầng thứ tư của đạo cảnh có tên là cảnh giới thánh thai, khi này sẽ cần ngưng tụ thánh thai đại đạo. Tỷ lệ đột phá thành công từ tầng thứ ba đến tầng thứ tư là rất thấp, 3-40 tu sĩ tầng thứ ba mới có một người may ra thành công. Đương nhiên dù có thất bại thì cũng có thể đột phá lại, nhưng lần đột phá đầu tiên có tỷ lệ thành công cao nhất, càng về sau thì tỷ lệ thành công càng thấp. Vì thế, nếu lần đầu tiên không thành công thì tỷ lệ về sau là rất nhỏ. Nguyệt Thanh Ảnh cảm thán, có cả loại đan dược này ạ, đan dược kỳ diệu thật. Ngô Bình đưa nó cho cô ấy rồi cười nói, em đưa đan dược cho bác Nguyệt đi, bác ấy vừa hay ở tầng thứ ba đạo cảnh. Chờ khi bác ấy đột phá thì có thể uống nó. Nguyệt Thanh Ảnh nghệt ra một lúc mới lắc đầu nói, anh Bình, viên đan dược này quý quá, em không lấy được. Ngô Bình cười nói, chính vì nó quý nên em mới tặng cho em. Nguyệt Thanh Ảnh vô cùng cảm động, cô ấy ôm chầm lấy anh rồi nói, anh Bình, cảm ơn anh. Ngô Bình nựng má cô ấy rồi nói, em mau đi đi, chắc bác Nguyệt sẽ vui lắm đấy. Nguyệt Thanh Ảnh, anh đi với em nhé. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, thế chờ anh một lát, để anh tu luyện thêm một lò lục phúc đan rồi mang đi một thể. Lục Phúc Đan là một trong 3 loại đan dược mà Ngô Bình hứa sẽ luyện chế cho Nguyệt Thị, đan dược này rất quý, cấp tam phẩm cũng bán được với giá 300 tỷ. Bây giờ, tu vi của anh đã cao hơn trước, lò thứ nhất đã có thành phẩm là đan dược nhị phẩm, vì thế anh đã cầm 2 viên rồi đi cùng Nguyệt Thanh Ảnh đến gặp Nguyệt Đông Thăng. Lúc này, Nguyệt Đông Thăng đang ngồi trong phòng sách, mặt mày vô cùng nhăn nhó. Thì ra, hôm qua trong đại hội của gia tộc, hầu hết các gia chủ của chi phủ đều phải đối ông ta, các tộc lão thì chưa có thái độ rõ ràng, hình như cũng không muốn tiếp tục ủng hộ ông ta nữa.
Ông ta định đi tìm Nguyệt Tổ, nhưng cuối cùng lại thôi. Ngày xưa, Nguyệt Tổ đã tuyên bố là không tham gia vào tranh chấp trong tộc nữa, ai có thể làm tông chủ thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Nguyệt Đông Thăng nhớ lại những năm qua, mình đã tận tụy với gia tộc, làm việc công bằng, thưởng phạt nghiêm minh. Ông ta không hiểu tại sao những người khác lại phản đối mình, sau đó ủng hộ một người không bằng ông ta. Quản gia chợt hớt hải đi vào rồi cười nói, lão gia, tiểu thư và Ngô công tử đến ạ. Nỗi buồn trong lòng Nguyệt Đông Thăng lập tức biến mất, ông ta cười nói, tôi ra ngay. Ngô Bình vừa ngồi xuống trong đại sảnh thì Nguyệt Đông Thăng đi ra, ông ta cười nói, tiểu Ngô, cháu ăn chưa chưa? Trưa này cùng ăn với bác nhé, tiện thể gặp người nhà bác luôn. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, bố, chuyện ấy để sau, bố nhìn cái này đi đã. Cô ấy giơ một viên đan dược ra trước mặt Nguyệt Đông Thăng. Nguyệt Đông Thăng cũng có chút kiến thức về đan dược, sau khi nhìn thấy viên đan dược như một đứa bé ấy thì buột miệng nói, đây là, đan dược đạo cảnh ư. Nguyệt Thanh Ảnh đắc ý nói, đúng vậy, hơn nữa nó còn có thể giúp bố đột phá lên đan dược thánh thai, tên của nó là Đại Đạo Thánh Thai Đan. Nguyệt Đông Thăng kinh ngạc rồi hỏi Ngô Bình, thật ư? Ngô Bình gật đầu nói, đương nhiên là thật rồi. Nguyệt Đông Thăng dè dặt cầm lấy viên đan dược rồi hỏi Ngô Bình, tiểu Ngô, viên đan dược này cấp mấy, bác có uống được không? Ngô Bình, người luyện chế ra viên đan dược này có trình độ rất cao, nên nó có cấp thượng thượng phẩm. Nguyệt Đông Thăng cười phá lên, ông trời thật yêu ái ta. Chờ ta đột phá lên tầng thứ tư đạo cảnh rồi thì để xem các người còn phản đối ta nữa không? Nghe thấy thế, Nguyệt Thanh Ảnh cau mày nói, có chuyện gì thế ạ? Ai chống đối bố cơ? Nguyệt Đông Thăng phẫn hận nói, gia chủ của mấy chi bên dưới cùng một vài tộc lão, chắc họ đã bắt tay với nhau định bầu người khác làm trưởng tộc. Nguyệt Thanh Ảnh rất thông minh, cô ấy ngẫm nghĩ rồi hỏi, có phải Nguyệt Thánh Phi không ạ? Nguyệt Thánh Phi là một trong các tộc lão, ông ta có địa vị chỉ sau Nguyệt Đông Thăng nên tầm ảnh hưởng khá lớn. Hơn nữa, người này còn rất mưu mô, thường xuyên tỏ thái độ vô lễ và coi thường Nguyệt Đông Thăng. Nguyệt Đông Thăng rất không ưng người này, nhưng lại chẳng làm gì được. Vì Nguyệt Thánh Phi rất được các tộc lão khác ủng hộ. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, ngoài ông ta ra thì còn ai vào đây nữa? Nguyệt Thanh Ảnh cười mỉa, thật ra Nguyệt Thánh Phi luôn kết bè kéo phái, nếu anh Bình không xuất hiện thì kiểu gì ông ta cũng tạo phản trong khoảng chục năm nữa. Nhưng giờ ông ta rút ngắn thời gian lại cũng là chuyện hay. Nguyệt Đông Thăng sáng mắt lên, Thanh Ảnh, con nhìn nhận vấn đề thật sáng suốt. Đúng thế, tất cả là nhờ tiểu Ngô. Hai loại đan dược mà cậu ấy luyện chế cho Nguyệt Thị vừa có chất lượng tốt, giá cả lại phải chăng. Ngoài ra, cậu ấy còn giành được vị trí đầu tiên ở Đại hội Quần Hùng. Điều này khiến Nguyệt Thánh Phi cảm thấy bị đe dọa, ông ta biết nếu giờ không ra tay thì sau không còn cơ hội nữa. Nguyệt Thanh Ảnh, vì thế, bố không phải lo, ông ta tạo phản vào lúc này cũng đâu thành công được. Huống hồ, con và anh Bình đều đứng về phe bố mà. Nguyệt Đông Thăng cười nói, bố cũng nghĩ thế, nhưng gặp phải chuyện này vẫn thấy bực. Sau đó, Ngô Bình lại lấy lục phúc đan ra rồi nói, bác Nguyệt, đây là lục phúc đan, bác xem đi. Nguyệt Đông Thăng sáng mắt lên rồi cười nói, lục phúc đan, cháu lại luyện chế thành công rồi à, tốt quá rồi. Đúng lúc này, lại có người vội vã chạy vào báo, gia chủ. Không hay rồi. Ma môn đột nhiên cử cao thủ đến tấn công hai pháo đài của Nguyệt Thị. Cái gì? Nguyệt Đông Thăng kinh ngạc, nhanh triệu tập quân. Người kia ảo não nói, gia chủ, bên ngoài có gia chủ của mấy chi phụ đều không đồng ý xuất quân hỗ trợ mình. Nguyệt Đông Thăng tức đến mức tím mặt, lũ ngu này, sao lại tạo phản đúng lúc này chứ, đúng là đáng chết. Ông ta nói với Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh, Thanh Ảnh, tiểu Ngô. Hai đứa chờ ở đây. Bố phải đi xử lý ma môn. Nguyệt Thanh Ảnh lo lắng nói, bố, bây giờ các chi đều không ủng hộ mình, các tộc lão chắc cũng thế thôi, chắc chắn là họ cố ý. Một khi pháo đài sụp đổ thì họ càng có lý do để hạ bệ bố. Nguyệt Đông Thăng cười lạnh, không có họ thì bố vẫn hạ được ma môn như thường, con đừng lo. Ngô Bình, bác Nguyệt, để cháu đi với bác. Gây đây, cháu đã tu luyện được khá nhiều tài năng. Vừa hay đang cần thử nghiệm.
Nguyệt Đông Thăng đã được chiêm ngưỡng thực lực của Ngô Bình nên cười nói, Tiểu Ngô, nếu có cháu giúp thì tốt quá rồi, chúng ta cùng đi giết ma tộc. Dứt lời, cả hai bay lên cao rồi tiến về phía pháo đài. Họ vừa bay được một đoạn thì nhìn thấy có hai tốp cao thủ tấn công ở phía trước, một bên là tu sĩ ma môn mặc áo giáp đen, trong đó có hơn 100 tu sĩ ở cảnh giới thần thông và 5 cao thủ cảnh giới đạo cảnh. Bên còn lại là đệ tử của Nguyệt Thị, giờ họ đã bị giết mấy chục người, số còn lại chỉ miễn cưỡng chống trả, vừa đánh vừa lùi. Nguyệt Đông Thăng hét lên rồi đổi sang áo giáp, sau đó tấn công lên. 5 cao thủ đạo cảnh có 3 người lạnh lùng đứng một bên quan sát, Nguyệt Đông Thăng vừa đến thì họ ra tay ngay, sau đó tấn công ông ta. Nguyệt Đông Thăng lớn giọng nói, Tiểu Ngô, cháu giải quyết hai đứa đó đi. Ngô Bình đáp lời rồi mặc áo giáp đạo cảnh cùng thất thần giáp lên, đeo cả nhẫn cửu long rồi tấn công một tu sĩ đạo cảnh tầng thứ nhất trong số đó. Tu sĩ kia vừa giết được một đệ tử của Nguyệt Thị thì thấy có người tới gần, hắn gầm lên rồi tung một quyền ra, ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành một cái đầu lâu. Phụt! Nắm đấm đó vừa bay tới đã bị Ngô Bình phá tan, cánh tay của tên kia nổ tung. Cứ thế, Ngô Bình đã tung chiêu để tiêu diệt cường giả tầng thứ nhất này. 4 cao thủ còn lại khiếp sợ, không ngờ một người trông tầm thường như Ngô Bình lại có thực lực mạnh như vậy. Cẩn thận, có một người trên không nhắc nhở, sau đó mặc Nguyệt Đông Thăng mà đánh xuống dưới. Tên này có tu vi cao hơn một chút, là tầng thứ 2 đạo cảnh. Tu sĩ ma đạo này có thể chất mạnh mẽ, không cần dùng vũ khí mà trực tiếp tấn công Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay phải lên rồi dùng chưởng đỡ cú đấm của tên kia, anh lập tức túm được nắm đấm của gã, tay còn lại anh tung một cú đấm tạo ra rất nhiều ảo ảnh cùng tấn công tu sĩ kia. Bụp, bụp. Đây là một tổng các thuật thân áo mà Ngô Bình tu luyện, nó có tên là Bách Quyền Loạn Tinh. Anh chỉ dùng một đòn đã đánh cho cao thủ tầng thứ 2 đạo cảnh kia ra bã, chết tươi. Tên còn lại ở tầng thứ nhất đạo cảnh biến sắc mặt rồi lao vút lên cao định bỏ chạy, nhưng đã bị Ngô Bình đuổi theo rồi tung một chưởng vào lưng, sau đó cũng chết ngay. 3 trong 5 tu sĩ đạo cảnh đã bị giết, 2 người còn lại thấy không ổn nên hét lên, cả đoàn quân của ma môn lập tức rút lui. Ngô Bình định đuổi theo tiếp, nhưng Nguyệt Đông Thăng nói, Tiểu Ngô, đừng đuổi nữa. Có bài học lần này rồi thì chắc chắn chúng không dám tấn công Nguyệt Thị trong một thời gian ngắn đâu. Những binh sĩ ra sức chống trả địch lần lượt đi tới bái kiến Nguyệt Đông Thăng, ông ta nói, mọi người giỏi lắm, đánh bại ma môn và lập công lớn rồi, tôi sẽ trọng thưởng cho từng người. Các đệ tử chẳng may bỏ mạng, người nhà sẽ được nhận đề bù thích đáng. Lúc này, một tốp nhân vật đầu não của Nguyệt Thị đang tập trung ở địa bàn của mình. Họ đều hẹn nhau không cử binh đi giúp Nguyệt Đông Thăng, nếu không có họ hỗ trợ thì Nguyệt Đông Thăng không thể chống đỡ trước sự tấn công của ma môn được. Lần này, chẳng những ông ta để mất pháo đài, mà còn gây tổn hại nhiều thành viên của Nguyệt Thị. Đến lúc đó, họ có thể khởi binh đến hỏi tội, sau đó ép Nguyệt Đông Thăng từ chức rồi đưa Nguyệt Thánh Phi lên. Một trưởng tộc của chi phụ thuộc Nguyệt Thị cười nói, Thánh Phi, chờ Nguyệt Đông Thăng về, ông hãy vặn hỏi đầu tiên. Khi đó, chúng tôi sẽ hùa theo, để tôi xem ông ta còn mặt mũi nào tiếp tục ngồi ghế trưởng tộc nữa không. Nguyệt Thánh Phi là một người đàn ông trung niên anh Tuấn, ông ta cười nói, cảm ơn các vị đã coi trọng Thánh Phi tôi, sau này khi việc thành công, nhất định tôi sẽ hầu tạ. Trong 5 năm, mọi người sẽ không cần nộp phí lên trên, cứ giữ lại mà tiêu xài. Mọi người nghe xong thì đều vui vẻ, vì trước đó Nguyệt Đông Thăng kiểm soát các chi phụ cùng trưởng tộc rất chặt, ai cũng phải nộp một nửa thu nhập mỗi năm. Giờ Nguyệt Thánh Phi làm vậy, họ vui còn không kịp. Cả đám đang tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp thì chợt có tiếng chuông vang lên bên ngoài. Nghe thấy tiếng chuông ấy, Nguyệt Thánh Phi cau mày nói, đây là tín hiệu Triệu trưởng tộc triệu tập tất cả mọi người đến họp, lẽ nào Nguyệt Đông Thăng lại bại trận nhanh như vậy? Mau, chúng ta đi xem thôi. Tất cả gia chủ của chi phụ và các tộc lão đều đi tới đại điện của Nguyệt Thị. Lúc này, Nguyệt Đông Thăng vập Ngô Bình, còn có Nguyệt Thanh Ảnh và những người trung thành với ông ta đều đang ở đây. Chờ mọi người đến đủ, Nguyệt Đông Thăng nói, các vị, ban nãy ma môn đột nhiên tấn công biên giới, tôi và các đệ tử đã liều mạng chống đỡ. Qua trận khổ chiến, chúng ta đã giết được 3 tu sĩ đạo cảnh và chém chết 19 tu sĩ thần thông.
Nghe thấy thế, mọi người ở phe của Nguyệt Đông Thăng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sau đó không ngừng gieo hò. Ngược lại, người bên phía Nguyệt Thánh Phi thì đều có vẻ kinh hoàng cùng thất vọng. Nguyệt Thánh Phi không nhịn được nói, với thực lực của ông mà có thể giết được ba cao thủ của ma môn ư. Nguyệt Đông Thăng thờ ơ nói, một mình tôi thì đương nhiên là không, may mà có Tiểu Ngô ra mặt giúp đỡ, nói rồi, ông ta vỗ vai Ngô Bình. Nói đến đây, Nguyệt Đông Thăng chợt sầm mặt nói, ma môn xâm nhập, chuông cảnh báo đã vang nhưng lại có người không chịu xuất binh, mà trơ mắt nhìn người của gia tộc mình bị giết. Những người như vậy còn đủ tư cách ở trong Nguyệt Thị nữa không? Nguyệt Thánh Phi cau mày nói, Nguyệt Đông Thăng, ông nói thế là có ý gì? Nguyệt Đông Thăng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thánh Phi rồi lạnh giọng nói, người bảo họ ám binh bất động chính là ông đấy. Nguyệt Thánh Phi cười mỉa, Nguyệt Đông Thăng, ông đừng có nói bậy, ông có bằng chứng không? Nguyệt Đông Thăng, ông cần bằng chứng chứ gì? Được thôi. Ông ta vung tay lên, lập tức có hai cao thủ đi tới trước mặt một tu sĩ trung niên, sau đó đè ông ta xuống đất rồi dùng đao kề vào cổ. Nguyệt Đông Thăng bước tới rồi lạnh lùng nói, ông là gia chủ của chi phía bắc nhất, cách nơi xảy ra sự việc gần nhất. Vì thế, ông sẽ nhận được thông báo đầu tiên, tại sao không cho quân đi chi viện. Nguyệt Thị đã trải qua nhiều năm phát triển nên đã có thêm các chi phủ ở các phía đông, tây, nam, bắc. Trong đó chi phía bắc chi ra thành bắc nhất, bắc nhị và bắc tam. Gia chủ của chi bắc nhị nổi giận nói, Nguyệt Đông Thăng, tôi không chi viện thì sao? Ông tưởng mình còn ra lệnh được cho tôi nữa à? Nguyệt Đông Thăng thờ ơ nói, tôi cho ông một cơ hội, hãy nói ra kẻ chủ mưu phía sau. Ông mà không nói thì tôi sẽ giết ông ngay. Ông dám, người kia tức tối nhìn Nguyệt Đông Thăng mà không chút sợ hãi. Giết! Ngô Bình rút trường đao ra rồi chém tên đó, đầu ông ta rơi xuống đất, máu tươi bắn xa mấy mét. Thấy thế, tất cả mọi người đều đứng hình. Ngay sau đó, cả đám đều bắt đầu hoảng sợ. Cậu chỉ là người ngoài, không có tư cách giết người của Nguyệt Thị. Đúng thế, người ngoài này dám giết gia chủ của chi phía bắc Nguyệt Thị, xử lý hắn đi. Đám kia bắt đầu hét lên, sau đó định ra tay với Ngô Bình. Vì thế, anh đã phóng khí tức của cường giả tầng thứ 7 đạo cảnh ra, đám kia lập tức im bặt, ai nấy đều có vẻ khiếp sợ. Giết xong tên thứ nhất, Nguyệt Đông Thăng nhìn sang người thứ hai rồi nói, ông là gia chủ của chi đông nhất, bên thứ hai nhận được tin xin cứu viện chính là ông, tại sao không ra tay? Trông thấy đôi mắt đỏ ngầu của Nguyệt Đông Thăng, người đó cảm thấy nguy hiểm nên nhìn sang Nguyệt Thánh Phi rồi nói, gia chủ, là Nguyệt Thánh Phi yêu cầu chúng tôi làm vậy. Thật ra tôi cũng muốn đi chi viện lắm, nhưng ông cũng biết ông ta có thế lực mạnh ra sao rồi đấy, nên tôi không dám cãi lại. Nguyệt Thánh Phi nhăn mặt rồi lườm người kia. Nguyệt Đông Thăng lại hỏi thêm vài người nữa, họ đều chỉ thẳng mặt Nguyệt Thánh Phi. Lúc này, Nguyệt Thánh Phi tức tối đập bàn rồi hét lên, Nguyệt Đông Thăng, ông khỏi cần hỏi nữa. Đúng là tôi không cho họ xuất quân đấy. Nguyệt Đông Thăng nhìn Nguyệt Thánh Phi rồi hỏi, ông có biết hành vi của mình đã hại chết bao nhiêu đệ tử của Nguyệt Thị không? Nguyệt Thánh Phi cười phá lên, chết vài nhân vật nhỏ thì có sao? Nguyệt Đông Thăng, ông đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi, ngày xưa ông cũng dùng cách tương tự để ngồi lên vị trí này đấy thôi. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, tôi không thèm phí lời với ông. Giờ ông có hai lựa chọn, một là tự sát trước mặt mọi người để lấy cái chết đền tội. Hai là tôi sẽ đích thân ra tay, khi ấy gia đình ông cũng bị vạ lây đó. Nguyệt Thánh Phi không chút sợ hãi nói, Nguyệt Đông Thăng, ông tưởng tôi chưa có chuẩn bị gì à? Tôi đứng đây này. Thích làm gì thì làm đi. Nguyệt Đông Thăng cười mỉa, có người bảo vệ ông à? Đúng thế. Đột nhiên có một bà lão giàu nua đi từ bên ngoài vào. Lưng bà ta đã còng, lúc bước đi, người cong đến 90 độ. Bà ta cầm một cái gậy đầu rồng, bên dưới trao một chỗi đầu lâu trẻ em. Nhìn thấy bà ta, Nguyệt Đông Thăng híp mắt lại, quỷ bà. Bà định xen vào chuyện của Nguyệt Thị à? Quỷ bà cười nói, Nguyệt Thánh Phi giờ là đồ đệ của tôi, nó gặp nguy hiểm thì người làm sư phụ như tôi sao đứng nhìn được. Nguyệt Đông Thăng thoáng vẻ ngạc nhiên, Nguyệt Thánh Phi nhận bà làm sư phụ ư. Quỷ bà cười lạnh, sao? Tôi không được nhận đệ tử à?
không chỉ Nguyệt Đông Thăng, mà các tộc lão khác cũng thấy kinh ngạc. Quỷ bà là một trong tứ sát của Thần Châu, bà ta cùng tứ hung và song tàn của Thần Châu tạo thành 10 con người độc ác nhất ở nơi này. Thế mà Nguyệt Thánh Phi lại nhận một người như vậy làm sư phụ, đúng là không còn gì để nói. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, thật ra, tôi cũng không quá ngạc nhiên khi ông ta nhận bà làm sư phụ, vì nhân phẩm của hai người quá giống nhau, không hổ là thầy trò. Nguyệt Thánh Phi hừ mạnh nói, Nguyệt Đông Thăng, giờ ông còn muốn động tới tôi nữa không? Nguyệt Đông Thăng chưa nói gì, Ngô Bình đã giành lời trước, bà lão xấu xí này không bảo vệ được ông đâu. Quỷ bà có đôi mắt bé tí, bà ta nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt lạnh băng rồi nói, tiểu tử, cậu cũng to gan đấy, dám ăn nói như thế trước mặt tôi. Ngô Bình đi về phía bà ta rồi nói, bà tưởng mình ở tầng thứ tư đạo cảnh thì giỏi lắm à? Tôi cũng từng giết người ở tầng cảnh giới này rồi đấy. Dứt lời, anh thi triển thuật huyền áo, sau đó đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, con người của quỷ bà đã thu nhỏ như một cái kim, bà ta từng bước rời khỏi đại điện rồi hô lên, tiểu tử, tôi thấy chúng ta không nhất thiết phải đánh nhau đâu. Nguyệt Thánh Phi chỉ là một tên đệ tử ngu đần thôi nên tôi không cần nữa, các người muốn giết hay làm gì thì tùy. Quỷ bà đã lăn lộn ở Thần Châu nhiều năm nên quá lõi đời rồi, Ngô Bình vừa biến mất, bà ta đã biết gặp phải đối thủ mạnh nên nhanh chóng bán đứng tên đệ tử Nguyệt Thánh Phi kia, sau đó chuẩn bị nước rút. Nguyệt Thánh Phi nhăn nhó mặt mày, ông ta vừa định lên tiếng thì Ngô Bình đã biến mất chợt hiện ra sau lưng ông ta, sau đó ấn đầu ông ta xuống. Nguyệt Thánh Phi cảm thấy có một luồng sức mạnh khủng khiếp khống chế mình, khiến ông ta không thể cử động. Ông ta run rẩy nói, đừng giết tôi, có gì thì từ từ nói. Nguyệt Đông Thăng thờ ơ hỏi, Nguyệt Thánh Phi, ông đã biết tội chưa? Nguyệt Thánh Phi cắn răng nói, tôi có tội. Tội gì? Nguyệt Đông Thăng hỏi tiếp. Nguyệt Thánh Phi, phản bội gia tộc, hại chết người trong tộc. Nguyệt Đông Thăng gật đầu nói, tiểu Ngô, phế tu vi của ông ta đi. Vâng. Không, Nguyệt Thánh Phi hét lên thảm thiết. Nhưng Ngô Bình đã ra tay rồi. Một luồng sức mạnh lớn tiến vào trong cơ thể Nguyệt Thánh Phi, toàn bộ sức mạnh của ông ta đều vỡ tan như ngói. Ngô Bình đã thi triển một thuật huyền áo, chuyên dùng để phế tu vi của người khác. Anh buông lỏng tay, Nguyệt Thánh Phi lập tức mềm nhũn người ngã xuống đất như người không xương, sau đó Nguyệt Đông Thăng lệnh cho người lôi ông ta ra ngoài và tạm thời nhốt lại. Sau khi Nguyệt Thánh Phi bị xử lý, những người khác lập tức thay đổi thái độ. Ai nấy đều bước ra thể hiện lòng trung thành với Nguyệt Đông Thăng. Nguyệt Đông Thăng nói, chuyện mọi người làm trước đó tôi sẽ không tính toán nữa, nhưng nếu sau này còn lặp lại thì nhất định tôi sẽ nghiêm trị. Vâng, tất cả mọi người đều đồng thanh hô lên. Thấy chuyện của Nguyệt Thị đã ổn thỏa, Ngô Bình nói, bác Nguyệt, cháu phải về rồi, có gì thì bác cứ gọi cháu. Nguyệt Đông Thăng cười nói, ừ, tiểu Ngô, cháu cũng vất vả rồi. Cháu với Thanh Ảnh về nghỉ ngơi trước đi. Sau đó, ông ta nói tiếp, à, ngày mai bác sẽ đến thăm nhà cháu để bàn chuyện hôn sự của hai đứa. Nguyệt Thanh Ảnh đỏ mặt rồi nhìn Ngô Bình. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, vâng, cháu sẽ về nói chuyện với bố mẹ trước. Sau khi rời khỏi đại điện, Nguyệt Thanh Ảnh khoác tay Ngô Bình rồi nói, anh Bình, theo anh bố mẹ chồng có thích em không? Ngô Bình cười nói, em ngoan và hiểu chuyện như thế thì đương nhiên bố mẹ anh sẽ thích rồi. Nhưng phụ nữ trong nhà anh nhiều lắm, em lấy anh thì đừng nổi máu ghen nha. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, còn lâu em mới ghen, nếu em ghen thì sao em chịu chung anh với cả Tử Trần và Thuần Như. Nhắc đến Hà Tử Trần, Ngô Bình nói, Tử Trần bảo anh xong việc ở đây thì đến Thiên Nguyên một chuyến đúng không? Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu, vâng. Hay chờ ngày mai hai gia đình gặp gỡ xong thì mình cùng đến Thiên Nguyên. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về nhà. Đến cửa nhà thì nhìn thấy có một đám đông đang chặn trước cửa la hét, còn Lý Dược Sư và Hỏa Hoàng Nhi thì đều ở bên ngoài, nhưng không nói lại một lời. Thứ gì mà dám đối đầu với thiếu gia nhà tao hả? Chán sống rồi phải không? Có giỏi thì ra đây, tao xử từng đứa một, người đang mắng chửi là một thanh niên, tu vi không cao. Nhưng mồm miệng thì độc địa. Nguyệt Thanh Ảnh nổi giận nói, lũ đáng chết này. Cô ấy định tiến lên nhưng đã bị Ngô Bình cản lại, anh nói, bình tĩnh, chờ hỏi rõ xem sao đã.
Hỏa Hoàng Nhi cũng tức đến tái mặt, đang định ra tay thì nhìn thấy Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh về. Bố, Hỏa Hoàng Nhi chạy tới. Ngô Bình hỏi, Hoàng Nhi, có chuyện gì thế? Hỏa Hoàng Nhi chỉ vào nhóm người kia rồi nói, họ thấy bọn con có tu vi không cao đến định bắt nạt. Ngô Bình, sao hai bên lại xung đột với nhau? Lý Dược Sư tiến lên giải thích, thì ra bọn họ ra ngoài chơi. Sau khi chơi mệt rồi thì vào một quán rượu ở thành Minh Nguyệt ăn cơm, nhưng mới ăn được nửa bữa thì nghe thấy tiếng khóc của con gái vang lên ở phòng sát vách. Lý Dược Sư thích bênh vực kẻ yếu nên nhìn sang thì thấy có mấy cậu ấm đang bắt nạt một cô gái nhỏ, họ còn định lột đồ của cô ấy. Lý Dược Sư lập tức lên tiếng nhắc nhở, nào ngờ đám kia rất hoành hoang, lập tức đánh cậu ấy một trận. Tu vi của Lý Dược Sư có hạn nên không phải đối thủ của họ, không nhờ nhóm Hỏa Hoàng Nhi lao vào can ngăn thì chắc cậu ấy đã bị đánh chết rồi cũng nên. Nhưng đám kia vẫn chưa chịu cho qua, dẫn nhau theo tận về đây, nhưng ngoài đan lâu có cấm chế của Ngô Bình nên họ không vào được, vì thế đành đứng chửi bới ở bên ngoài. Nghe xong câu chuyện, Ngô Bình nhìn về phía đám kia. Tên đang hung hăng chửi cười lạnh nói, anh cũng là người nhà này hả? Đến đúng lúc lắm, mau mau gọi lũ súc sinh kia ra dập đầu xin lỗi thiếu gia nhà tôi đi. Hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị Ngô Bình tát cho một cái làm rụng nửa hàm răng, một nửa bên mặt thì nát bét, lưỡi tách làm đôi, sau đó lập tức ngất xỉu. Đánh tên đó xong, Ngô Bình nhìn sang người đàn ông ăn vận giống thiếu gia rồi nói, chính cậu đã bắt nạt cô gái ở quán rượu hả? Tên đó bị khí chất của Ngô Bình dọa sợ, vẻ huênh hoang đã bay hết sạch. Gã liên tục lùi lại rồi nói, anh đừng làm bậy, tôi là người nhà họ Mộng đấy. Nguyệt Thanh Ảnh nghe xong thì cười mỉa, tôi còn tưởng là ai, ra là nhà họ Mộng bán bùa. Anh là gì của Mộng Tam Xuân? Tên kia nhìn Nguyệt Thanh Ảnh rồi chợt nghĩ ra gì đó, tiếp theo hô lên, cô là, Nguyệt Tiểu Thư. Nguyệt Thanh Ảnh, còn tưởng mắt mù. Tên kia vội vàng nói, tiểu nhân tên Tường, tham kiến Tiểu Thư. Nguyệt Thanh Ảnh, anh biết đây là chỗ nào không? Tên Tường kia lắc đầu, không ạ. Nguyệt Thanh Ảnh, là nhà chồng của tôi đấy. Anh chán sống rồi hay sao mà dám đến đây gây chuyện hả? Tường như sắp khóc đến nơi, nhà họ Mộng của gã chỉ là một hộ khá giả nho nhỏ ở thành Minh Nguyệt thôi, còn kém xa nhà họ Nguyệt. Nguyệt Thanh Ảnh chỉ cần nói một câu thì nhà họ Mộng sẽ phải cuốn xéo khỏi thành ngay, vậy là việc làm ăn cả trăm năm qua đều bị hủy. Đại tiểu thư, là tôi có mắt như mù, tôi biết lỗi rồi ạ. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào tên này thì thấy gã có khí tức rất đặc biệt, khí tức này rất hợp với đại đạo. Nếu không phải vì đã lĩnh ngộ thiên áo thì chắc anh sẽ không thể cảm nhận được nó. Anh bước tới vỗ vào vai Tường rồi nói, cậu tên là Tường hả? Tường cuống lên đáp, vâng, tiểu nhân tên Tường. Công tử, tôi có mắt như mù nên mới đắc tội với người nhà của công tử. Xin công tử trách phạt. Ngô Bình cười nói, không sao, người cậu đánh chính là con trai tôi, cũng tại. Nó lo chuyện bao đồng nên bị ăn đòn cũng đáng. Tưởng tưởng Ngô Bình cố tình nói ngược nên sợ đến mức bật khóc nói, Ngô công tử, tôi biết lỗi thật rồi. Thật ra, cô gái đó là tôi bỏ tiền ra mua về chơi đùa. Chúng tôi cố ý bảo cô ta khóc, chứ không bắt nạt gì cô ta cả. Ngô Bình không quan tâm chuyện này. Anh nói, nhà họ Mộng các cậu kinh doanh gì? Tường, thưa công tử, nhà tôi chủ linh buôn bán bùa chú. Có ai bán thì chúng tôi mua, sau đó tăng giá rồi bán ra ngoài. Ngô Bình, vậy chắc nhà cậu có nhiều bùa chú lắm nhỉ? Tường, cũng không hẳn, nhưng từ thời ông nội thì nhà tôi đã bán bùa rồi nên đúng là trong nhà có khá nhiều bùa cổ. Ngô Bình, tiểu Tường, chúng ta không đánh thì không quen biết. Cậu hãy dẫn tôi đến kho của nhà cậu xem. Tôi xem có cái nào thích hợp thì mua. Nếu có thì tôi sẽ mua vài lá. Cậu yên tâm, tôi sẽ trả đúng giá nhà cậu đưa ra. Tường thấy rất mù mờ, không biết tại sao Ngô Bình lại muốn đi xem bùa. Nhưng gã không kịp nghĩ nhiều mà vội nói, được ạ, mời công tử đi theo tôi. Ngô Bình nói với nhóm Hỏa Hoàng Nhi, mấy đứa về nhà trước đi, đừng có chạy lung tung nữa. Nguyệt Thanh Ảnh biết nhất định Ngô Bình đã phát hiện ra điều gì đó nên không hỏi nhiều, chỉ lặng lặng đi theo anh đến kho của nhà họ Mộng. Tường vừa đi vừa thấp thỏm vì sợ Ngô Bình hỏi tội. Khi đến nhà họ Mộng,
bố của Tường là Mộng Văn Sinh cũng vội vàng ra nghênh đón. Xem ra ông ấy đã biết chuyện mà con trai mình làm rồi nên mới có vẻ lo lắng như vậy. Mộng Văn Sinh vừa đen vừa lùn, mắt thì đầy nếp nhăn, ông ấy cười nói, mời Ngô công tử, nhà tôi mấy chục năm qua đã tích được khá nhiều bùa cổ, mời cậu xem. Ngô Bình quan sát Mộng Văn Sinh thì thấy trên người ông ấy cũng có loại khí tức đặc biệt kia, điều này chứng tỏ hai bố con họ đều từng tiếp xúc với thứ này trong một thời gian ngắn. Anh cười nói, ông chủ Mộng, tôi đến xem bùa thôi, ông đừng căng thẳng thế. Vâng, tôi không căng thẳng nữa, Mộng Văn Sinh vừa nói vừa lau mồ hôi. Đến kho rồi, Ngô Bình chỉ đứng ở cửa nhìn nhưng không cảm nhận được khí tức kia. Vì thế, anh nhắm mắt lại rồi dùng thần niệm phong tỏa cả nhà họ Mộng. Một lát sau, anh cười nói, ông chủ Mộng, có phải ông giấu đồ tốt đi rồi không? Không muốn bán cho tôi à? Mộng Văn Sinh hoảng sợ nói, Ngô công tử, không có chuyện đó đâu. Bùa chú có giá trị nhất đều ở đây rồi. Ngô Bình nhắc nhở ông ấy, thế thứ trong phòng sách của ông thì ao. Mộng Văn Sinh sững người, sau đó nói, công tử muốn nói đến tảng đá có phù văn ư. Ngô Bình, lấy đây cho tôi xem. Vâng, tôi đi ngay. Mộng Văn Sinh chạy về phòng sách rồi mang tảng đá màu xanh đến. Nó chỉ to như nắm đấm, bên trên có phù văn kỳ lạ. Ngô Bình nhận lấy thì thấy đúng là khí tức từ đây mà ra. Mộng Văn Sinh nói, tảng đá này do một thương nhân bán cho tôi vào 15 năm trước. Tôi thấy phù văn bên ngoài có điểm đặc biệt nên mới để trong phòng sách để làm đồ chặn giấy. Ngô Bình gật đầu, đây đúng là một loại bùa chú, nhưng là làm bằng đá. Ông chủ Mộng, ông bán nó bao nhiêu? Mộng Văn Sinh cười nói, chỉ là tảng đá thôi mà, công tử thích thì cứ cầm về. Ngô Bình, không được, ông cứ ra giá đi. Nguyệt Thanh Ảnh, ông chủ Mộng, ông mau ra giá đi. Mộng Văn Sinh thấy Ngô Bình không nói đùa thì thăm dò thử, tôi chỉ bán khoảng 3 đến 50.000 tiền tiên thôi, cao quá sợ không ai mua. Ngô Bình gật đầu, được, vậy chốt giá 50.000, nói rồi, anh lấy tiền ra trả luôn. Mộng Văn Sinh đùn đẩy mãi mới nhận, công tử còn muốn chọn bùa trong kho nữa không? Ngô Bình phát hiện trong kho của nhà họ Mộng có khá nhiều bùa chú do tu sĩ đạo cảnh luyện chế, nhưng cấp bậc không cao. Thực lực hiện giờ của anh mà kết hợp cùng với áo giáp cùng các pháp khí đạo cảnh thì cũng ngang cường giả tầng thứ 7 đạo cảnh rồi, vì thế chúng không có giá trị gì với anh cả. Anh nói, hôm nay thì chưa, tôi xin phép. Hai người đi rồi, Mộng Văn Sinh mới nói với con trai mình, Tường Nhi, xem ra tảng đá đó có tác dụng gì đó mà mình không biết. Không thì với thân phận của cậu ta thì chắc sẽ không đích thân đến mua đâu. Tường dậm chân nói, thế mình bán lỗ rồi ạ. Mộng Văn Sinh nhìn con trai mình, lỗ cái gì? Không hề đâu, vì mình có giữ nó thì cũng chẳng biết làm gì. Nhưng Ngô công tử đã mua được một bảo bối từ nhà mình thì coi như nợ ta ân tình rồi. Sau này mình mà gặp phiền phức gì thì có thể đến nhờ cậu ấy giúp. Tường bĩu môi, mình thì gặp chuyện gì ạ? Mộng Văn Sinh cảm thán, không ai có thể biết trước chuyện gì, có nhiều chuyện con chưa hiểu đâu. Trên đường về, Nguyệt Thanh Ảnh hỏi, anh Bình, rốt cuộc thứ này có gì đặc biệt mà anh phải mua bằng được thế? Ngô Bình bóp mạnh tay phải, tảng đá lập tức vỡ tan, một phù quang bay ra. Đạo phù này to như hột đào, là một dạng lập thể, do hai màu tím và vàng tạo thành. Thấy thế, Nguyệt Thanh Ảnh ngẩn ra rồi lẩm bẩm, đây là gì thế? Ngay sau đó, phù quang đã chui vào tay Ngô Bình rồi đáp xuống thần anh trong tay anh. Ngô Bình, đây là tiên thiên phù mẫu. Các bùa chú trong thiên hạ có phức tạp và mạnh đến mấy cũng là nhờ nền tảng trong phù mẫu này. Tiên thiên, phù mẫu, Nguyệt Thanh Ảnh nghệt ra. Ngô Bình, thường nó không xuất hiện trong tầm mắt của tu sĩ đâu, vì nó là một phần của đại đạo. Nhưng thi thoảng cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ. Nó sẽ xuất hiện trong hình dáng của tảng đá hay vật gì khác. Song, thời gian nó tồn tại thường không lâu, nếu không bị ai phát hiện ra thì nó lại quay về với giới tự nhiên. Nguyệt Thanh Ảnh, sao anh biết nó là phù mẫu? Ngô Bình, anh từng nhìn thấy nền tảng của đại đạo, khí tức của nó rất giống cái này nên anh mới đoán được. Thế trên đời có bao nhiêu tiên thiên phù mẫu? Có một cái thôi à? Ngô Bình, chắc không.
nhưng gặp được một cái cũng là quá may rồi. Nguyệt Thanh Ảnh, anh Bình, nó có tác dụng rất lớn với tu vi của anh à. Ngô Bình, anh sắp mở thần môn. Đây là cách mở thần thông trong thần anh, nên phải dùng tới thời không duy độ cao. Đại đạo có duy độ cao càng tinh thuần thì sức mạnh càng lớn. Phù mẫu này có thể giúp anh mở thần môn chí tôn. Nguyệt Thanh Ảnh run lên nói, thần môn chí tôn. Ngô Bình giải thích, thần môn cũng có nhiều loại, trong đó thần môn mạnh nhất có thể nối liền với duy độ cao nhất nên được gọi là thần môn chí tôn. Nguyệt Thanh Ảnh, em biết thần môn được chia từ nhất phẩm đến thập phẩm, cấp chí tôn này chắc hẳn là trên cấp nhất phẩm. Ngày xưa bố em mở thần môn là cấp tứ phẩm. Ở tiên giới nguyên sử, vài trăm năm mới có một tu sĩ mở được thần môn nhị phẩm, vì thế thần môn tứ phẩm đã là rất giỏi rồi. Nếu là thần môn nhất phẩm thì phải chờ cả nghìn năm mới có. Còn thần môn chí tôn mà Ngô Bình nói thì chưa từng xuất hiện, mà chỉ có trong truyền thuyết thôi. Hai người về đến nhà thì Ngô Bình chính thức giới thiệu Nguyệt Thanh Ảnh với bố mẹ mình. Nguyệt Thanh Ảnh ở lại một đêm tại nhà của Ngô Bình, ngày hôm sau thì theo anh đến Thiên Nguyên để tìm Hà Tử Trần. Thiên Nguyên cũng là một vùng phúc địa ở tiên giới nguyên sử giống Thần Châu, nhưng quy mô lại lớn hơn Thần Châu một chút. Khi còn cách Thiên Nguyên hơn 1.000 dặm thì Ngô Bình nhìn thấy có một tốp cao thủ đeo khăn che mặt màu đen đứng vây quanh một cô thiếu nữ. Tuy cô gái này còn nhỏ, nhưng tu vi không thấp, tay trái cầm một mảnh vải đỏ quấn quanh người để chống lại các đòn tấn công. Tay phải của cô ấy thì cầm một thanh đoản đao thi thoảng lại bắn ra những đường đao sắc lạnh, ép cho những người tấn công cô ấy phải lùi lại. Nhưng những người che mặt phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, họ dần thu nhỏ được phạm vi. Cô gái đỡ được bên này thì hở bên kia nên dần trở nên yếu thế, loáng cái đã bị đâm trúng vào một bên vai. Đòn tấn công này không nhẹ, cô ấy lập tức ngã xuống. Thấy cô gái sắp phải chết thảm, một bóng người đáp xuống rồi bế cô ấy lao vút lên cao, sau đó biến mất. Đám người che mặt ngẩn ra, họ định đuổi theo nhưng rõ ràng không kịp, sau đó họ tức đến mức vừa dậm chân vừa chửi bới. Người ra tay đương nhiên là Ngô Bình, ngay sau đó, anh đã thả cô gái xuống một cái cây. Cô gái đã bị thương ở vai nên đau đến vã mồ hôi. Trông cô ấy rất thanh tú, quần áo trên người cũng quý phái, giống kiểu đồ mà Nguyệt Thanh Ảnh mặc nên chắc hẳn cũng có chút bối cảnh. Cô gái cảm kích nói, cảm ơn công tử đã tay ứng cứu. Thật ra Ngô Bình cũng không biết hai bên có ân oán thế nào, vì thế anh chỉ cứu người chứ không ra tay đánh ai. Anh hỏi, tại sao họ lại muốn giết cô? Cô gái thở dài nói, tôi phụng mệnh bố đến Thiên Nguyên bái kiến một người bác. Trên đường đi thì đám người này đột nhiên xuất hiện rồi đòi giết tôi. Tôi liều mạng bỏ chạy nhưng vẫn bị họ đuổi kịp, nếu không có công tử ra tay cứu trợ thì chắc tôi đã chết thảm rồi. Ngô Bình, nói vậy là cô cũng không biết họ là ai ư? Cô gái lắc đầu, vâng. Nguyệt Thanh Ảnh không hề nói gì nhưng chợt hỏi, cô gái, cô tên là gì? Cô gái, tôi là Phương Thanh Thanh. Nguyệt Thanh Ảnh như có điều suy nghĩ, cô là con cháu nhà họ Phương ở Hồ Vô Song à? Phương Thanh Thanh gật đầu, đúng đấy chị, nhà em ở Hồ Vô Song, chị biết nhà em ạ. Nguyệt Thanh Ảnh cười trừ, có ai ở tiên giới nguyên sử không biết Thương Tiên Phương Thiên Hóa chứ? Phương Thanh Thanh thở dài nói, bố em đúng là Phương Thiên Hóa. Ngô Bình không biết người này nên hỏi, Thanh Ảnh, Thương Tiên này chắc có thực lực mạnh lắm hả? Phương Thanh Thanh, một trong 10 đại cao thủ của tiên giới nguyên sử thì đương nhiên phải có thực lực mạnh rồi. Ngô Bình ngạc nhiên nói, 10 đại cao thủ ư, tầng mấy đạo cảnh thế? Phương Thanh Thanh, tầng thứ 8. Ngô Bình, thế thì lạ thật, ai dám giết con gái của cao thủ chứ, lẽ nào chán sống rồi? Phương Thanh Thanh, nếu không nhờ ba thương phù mà bố cho thì chắc tôi đã bại dưới tay họ lâu rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, chúng tôi cũng đang đến Thiên Nguyên, nếu cô muốn thì có thể đi cùng. Phương Thanh Thanh vui vẻ nói, thật không ạ, cảm ơn công tử, cảm ơn chị. Nguyệt Thanh Ảnh, Phương cô nương, cô đến Thiên Nguyên gặp ai? Phương Thanh Thanh, Thạch Trung Kiếm gia chủ nhà họ Thạch. Nguyệt Thanh Ảnh, nhà họ Thạch là gia tộc đứng đầu trong 4 gia tộc lớn, gia chủ nhà này cũng là cao thủ số 1 ở Thiên Nguyên, cũng thuộc một trong 10 đại cao thủ ở tiên giới nguyên sử.
Người ta gọi ông ấy là Tử Điện Kiếm Tiên, nếu tôi nhớ không nhầm thì là vậy. Phương Thanh Thanh, vâng, bố bảo em đến đưa một vật quan trọng cho bác Thạch. Ngô Bình, thứ gì thế? Phương Thanh Thanh thoáng do dư, nhưng sau đó vẫn nói, là một quyển kiếm phổ. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, gia chủ nhà họ Thạch là kiếm tiên rồi thì thiếu gì kiếm phổ. Phương Thanh Thanh vội nói, nhưng bộ kiếm phổ này thì khác. Bố em bảo bác Thạch có thể học được nó thì có thể đột phá Tử Điện Kiếm Quyết lên đến tầng cuối cùng. Ngô Bình, kiếm phổ có thể khiến Tử Điện Kiếm Tiên đột phá ư? Phương Thanh Thanh gật đầu, vâng. Nguyệt Thanh Ảnh cau mày, một thứ quan trọng như thế tại sao Thương Tiên không tự mang đi? Với ông ấy mà nói, không phải chỉ một loáng là xong à? Phương Thanh Thanh cúi đầu xuống nói, bố em đang bị thương, giờ đang dưỡng thương ở một nơi bí mật nên mới bảo em mang đi. Ngô Bình, kiếm phổ thì lúc nào mang đi cũng được, không vội. Có phải bố cô muốn kiếm tiên nhanh chóng đột phá để giúp mình không? Phương Thanh Thanh không ngờ Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình lại thông minh như vậy, cô ấy chỉ nói vài câu thì họ đã đoán ra được mục đích nên thở dài nói, công tử, chị, vậy thì em xin nói thẳng. Bố em đã bị ma kiếm Long Địch một trong 10 đại cao thủ đánh bị thương. Nếu em mang kiếm phổ đến muộn thì e bác Thạch sẽ không phải đối thủ của ông ta. Nguyệt Thanh Ảnh ngạc nhiên nói, ma kiếm Long Địch mất tích rồi cơ mà. Phương Thanh Thanh, không đâu, ông ta chỉ bế quan tu luyện thôi. Giờ thực lực của ông ta trên bố em rồi, nếu bác Thạch lại bị ông ta đánh bại thì hai nhà bọn em sẽ bị Long Địch tiêu diệt. Ngô Bình gật đầu, vậy thì kiếm phổ rất quan trọng với Thạch Trung Kiếm, vậy chúng ta xuất phát thôi. Ba người lập tức đi ngay, loáng cái đã nhìn thấy một cao nguyên. Biên giới của cao nguyên này như vách núi, trên cao nguyên có mây mù che phủ, thời tiết khác hẳn với bên ngoài. Ba người bay lên đó thì có người bay ra hỏi, các người là ai? Nguyệt Thanh Ảnh lấy thẻ thân phận của mình ra nói, tôi là Nguyệt Thanh Ảnh của Nguyệt Thị ở Thần Châu, tôi đến tìm Hà Tử Trần. Người kia nghe thấy thế thì lập tức lịch sự nói, ra là Nguyệt Tiểu Thư, mời. Họ bay thêm một đoạn nữa thì Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh đã đưa Phương Thanh Thanh đến cổng nhà họ Thạch, thấy cô ấy vào trong rồi thì họ mới rời đi. Sau đó, họ đến nhà họ Hà. Vừa tới nơi thì Hà Tử Trần đã tươi cười ra đón, anh Bình, chị, cuối cùng thì hai người cũng đến rồi. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, Tử Trần, chị dẫn người đến cho em rồi nhé. Hà Tử Trần đỏ mặt, cô ấy hiểu ý của Nguyệt Thanh Ảnh nên nói, hai người mau vào nhà đi. Họ vừa đi qua cổng thì chợt có tiếng cười khẩy vang lên, sau đó có ba nam hai nữ đi tới, một cô gái trong số đó nói, Tử Trần, ai mà lại dẫn vào nhà thế này? Đã đăng ký chưa? Hà Tử Trần cau mày, tôi dẫn ai vào nhà còn cần báo cáo với cô à? Cô gái kia, không, nhưng giờ cô đâu còn là đại tiểu thư gì nữa. Bố và ông nội đều đang bị xét hỏi, nhỡ mà cha ra được chuyện gì thì chi nhà cô chắc sẽ không bao giờ trở mình được đâu. Nguyệt Thanh Ảnh ngạc nhiên hỏi, Tử Trần, có chuyện gì thế? Hà Tử Trần, chị, mình vào trong rồi nói chuyện, kệ cô ta. Dứt lời, cô ấy dẫn Ngô Bình và Nguyệt Thanh Anh nhanh chóng rời đi. Một cô gái khác cười khẩy, xem ra có người chưa thích ứng được với thân phận mới, vẫn tưởng mình là đại tiểu thư, cô gái ban nãy, cứ chờ mà xem. Nếu tra ra được họ lén dùng đan dược thì ba chi của Hà Thị đều lụi hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 169.